Tôi về Nam vẫn bình thường nha, là kim đồng. Tôi chơi rất là bình thường. Còn mấy anh em Việt Nam, miền Trung thì tôi không rõ lắm. Thấy không? Ô khẩu này bị cắt mất tiếng lên đạn à? Giờ mới để ý đấy. Tôi thấy có phải gì? Tôi còn không nghe thấy cơ. Thế á? Tôi nghe bình thường mà nhờ. Nhưng mà ông có công nhận, ông thấy ông thử dùng đạn đặc biệt chưa? Nếu với con mà Buster ái mà về Việt Nam ấy thì tôi bảo con Buster Gold này đi luôn, bởi vì nó mạnh hơn mà. Ai mà đã xem stream của tôi rồi quét thì biết ngay, bảo ai nó phải gọi là bố luôn. Nói chung là dùng băng thì vẫn dùng AK băng hơn là A băng. Còn con bắt tôi con phần bản lửa, còn phiên bản fire thì tôi thấy tôi chưa bắn nhưng mà nghe nói là bắn cũng ổn. Ngay thì bốn nhưng mà tôi không chơi ngay thì bốn, tôi không quan tâm lắm. Thế thôi, chỉ đấu à. Về giáo sư ông để trụ súng đâu ấy hả? Ông để trụ súng đâu ấy? Ông ở gì cơ? Final nhà đang thiếu trụ súng. Thông cảm, nhà đang hang máu. Lờ mèo. Là trụ súng bạn tôi ơi. Để con chuẩn bị ấy chứ. Thế hả bạn tôi? Con đã giáo sư thấy thế nào? Kinh vẽ đái, nhưng mà đây mới chỉ là level 2 đúng không? Chỉ level 2 thôi. Không, ý tôi là rank level mấy? Rank, ừ, 2. 2 thôi. Mới chỉ 2 thôi. Cả hai đều 2 thì không. Đây là thằng vàng là vàng 2, còn cái tăng đạn là tăng đạn 1. Úi giời ơi, tăng đạn 1 chơi làm gì? Thuộc tính nó phải tính nó phải ấy cơ, phải là mắc cơ nó mới sướng. Ừ đấy. Nhưng bây giờ đang thiếu đá, đang thiếu đá. Dai thì có rồi nhưng mà thiếu đá. Cảm giác bắn nó không giật kìa. Ui giời. Rồi chỉ thích 5 giờ. Hết trận XP trời ơi. Nói chung là về lâu về dài thì áo này khả năng là sẽ chơi hai con Master Hexacore. Một bản sẽ là bản vàng, còn một bản sẽ là bản màu đỏ. Oh shit, shit, shit. Ui, ý chết. Buster còn mua giá trị C4 đô đô. C4 thế thôi. Hết beta rồi. Chưa hẳn là hết beta đâu, Hải Anh Trần ạ. Nhưng mà giờ khả năng là về sau... gì nhỉ?